Hôm nay tới nhà gì chơi? Ở nhà gì của mình á, trồng rất là nhiều sắc phô liên. Góc nào nhìn cũng dễ thương hết trơn à. Cái này là cây quýt trái nhỏ rất là ngọt. Năm nào trên đây cũng hoa gì cũng trong bịch tên gì à? Không rất là nhiều bên trong.
con nhìn cái đó nó từ chút nhỏ 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 chứ mình nhìn kỹ nó mới đẹp phải không? Rồi lướt qua thì nó không đẹp. Lướt qua nó không đẹp. Chơi cái này mình phải nhìn kỹ. Nhìn từ chút đúng không? Rừng đẹp ghê con này bên đây nè. Bên này dễ thương ghê nè. Chơi như cái đám rừng. Nhìn kỹ phải không? Cái đám rừng. Đẹp quá ha. Làm như gắn lên nữa, cây nó mọc lên nữa, nó chen chút gắn lên. Đó thì nó cười lắm. Cái bông xuống cái gì để luôn nè. Nè. Dạ. Cái này nè. Nó rớt bông xuống cái lên nè, nó lên lùi luôn. Cái này bông nè, cái rớt cái lên xuống. Xong rồi để lên luôn á, nó đâu có lớn được đâu. Nó dính lùi sao lớn được. Dễ sống kìa. Cây đó ở Việt Nam ta kêu bằng cây gì quý lắm đó. Cái bông cái cây đó nghe cái mùi giống như dạ cái bắp bi này đẹp ghê nè. Cây này nhà con cũng có, cây này cũng dễ trồng lắm. Mà ngộ mấy cái bông này á, nó toàn là cái màu sặc sỡ không à nha. Màu vàng cũng sặc sỡ. Dạ. Ở nhà con á tính làm mà cỏ giả đó Út. Ủa cái bông này dễ thương quá. Bông này mà non li à phải không Út? Cái chậu này quá đẹp luôn nè. Chậu nó kêu tính hai rồi. Nè cây của đó là Phụng, nè dạ. Đó nè. Thấy không? Thấy chưa? Đó nè. Nó không có đắt nhiều á, cái nó lên vậy nó dễ thương lắm mà có đắt nhiều lên nhà à, nó ghê. Không tốt mà dễ thương hả? Cây này á cái tên nó là hoa cắt tường á. Cắt tường hả? Dạ. À. Cái tên này cũng may mắn lắm á. Cái này kêu bằng chuỗi chuỗi ngọc không? Ừ. Thấy nó chuỗi chuỗi xuống nhưng mình cũng biết nó bông gì nữa. Nhưng mà hồi xưa giờ mới thấy cây này có bông á. Cây này Đà Lạt nhiều lắm. Cái nó lây cái gì đem đồng riêng ra đó nè. Cái màu vàng á, cái màu vàng mà nó ăn với lại cây màu hồng, thành cái màu hồng luôn à. Dạ. Từ ở trước nhà tới sau nhà bông không luôn.
Cây này thì nó có hai loại ha, một loại là cái chuỗi tròn và một loại bên đây là chuỗi dài. Dễ thương quá. Cái chậu nhỏ như đây cũng dễ thương nữa nè. Đó. Dễ thương không? Chậu này. Nhà Úc có đủ loại luôn Úc. Đủ loại sắc cô liên luôn. Nè. Ôi cái chậu này kiểu nè. Ôi cái này Úc trồng lên với nhau vậy là kiểu hay là tự nó vậy? Kiểu. Trời ơi ngộ ha. Cái này chín trồng rồi Út lấy về hả? Cái này nghệ thuật nè. Hai cái trồng lên với nhau. Con tưởng đâu giờ Út trồng lên đại chứ. Cho con lấy đó, cho con về. Cho con luôn hả? Ừ, con lấy cái nào, lấy cái này, lấy cái nào. Lấy cái nào. Dạ. Hell.